Xin chào mọi người, thì hôm nay chuyên này là một cái Eto rất là to. Okay. 250. Dài 630. Tổng bàn 700 700 700 rưỡi. Hộp kẹp rất là lớn nhá, 150 này, kẹp 250, má 35, má Eto 32 35, rất là khủng nhá, ngang 250 luôn. Heron của Nhật. Giờ chuyên vệ sinh qua cho nó sạch sẽ, rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ chuyên. Rất là cao nhé. 75 rồi. Heron Nhật này. Hàng bao đẹp, nó xịn sò, nhìn thấy nó sạch nhé. Thank you.
để tính qua cho nó Yeah.